cột mốc của Việt Nam và nước bạn Campuchia. Cái điểm đặc biệt ở chỗ này nó là một cái mũi tàu, hai bên đó, nó giống như vậy nè, nó giống y như là cái chẳng nè. Campuchia nó ở giữa hai cái tay mình đó, bên này là Việt Nam, bên này vẫn là Việt Nam nhưng mà ở giữa nó lại là của nước bạn Campuchia. Điểm đặc biệt ở chỗ này là vậy. Rất là nhiều người cũng đã review về cái điểm này rồi. Hôm nay thì mình đi câu cái vùng này, nó giáp ranh vẫn còn ở Việt Nam nha, khu vực là Đức Huệ, Marang, Đức Huệ, Long An. Xảy rồi. Cũng đỡ buồn vậy, có cá ngừ, có dính cá ngừ anh thôi chứ.
coi sở thôi. Sợ quá hả? Thấy ba em rồi. Rồi. Đây, có một cái bầy rồng rồng đây, có cá mẹ đây luôn nha các bạn. Không biết cá bố nó còn không. Hey, để nó lên cho các bạn coi nè. Chút xíu là nó phải thở. Đó, nó là nè. Đâu rộng không? À. Cá mẹ nó chắc cũng hơn nửa ký à, tại vì nó đi cặp bờ mình cũng thấy. Mà mình đây không có con rồng nữa. Vừa hấu mình đi nè.